bay đi thì tung ra, thì Vân khẳng được một điều rằng là tất cả mọi động thái của bạn bây giờ không liên quan gì tới Thiên Hân nữa. Và cũng như là anh Nguyễn Đăng Long có nói một cái câu là đạo Phật rất là hay, và Vân cũng học câu đó, đó là từ cái từ đó là từ buông. Tất cả mọi thứ sẽ được buông bỏ, tất cả mọi thứ sẽ được rũ bỏ đi. Và Vân mong muốn là cậu bạn Vi sẽ không bao giờ lấy tên tuổi Phiên Vân ra để câu view hay để được lên báo nữa. Và bản thân Vân thì Vân cũng sẽ không bao giờ muốn nhắc tới hai chị bạn Vi ở trong đời của mình. Vân chỉ muốn dành toàn tâm toàn ý để lo cho con, lo cho công việc kinh doanh, xây dựng những mối quan hệ xã hội tốt như các anh các chị đang ở đây.